Dưa mà em dang dỏng cho nó ha. Cái này là không phải dang dỏng mà là buộc dây túm lên nè. Cái trái này làm như nó muốn vàng nè anh ha. Còn hồi anh lấy dây anh buộc mấy trái còn lại anh ơi, đó thôi, cái cùi của nó đâu chịu nổi đâu. Còn mấy trái nữa? Còn Còn mấy mấy trái trái trong để đây cột nè, nữa? đây nè, Ồ. chứ lại đâu rồi, bữa hôm qua em thấy mấy cái trái đằng kia nữa kìa. Quá Wow, em túm giống như giống như mang tả cho nó. phải phụ nó chứ, đó Wow, đây thôi mấy trái nữa nè. phải phụ nó chứ thôi sao nó chịu nổi, Thường thường dưa là người ta trồng ở dưới cho cho nó bò dưới đất. bò dưới đất. Còn này tại vì mình muốn làm viên làm dáng cho nó bò lên vàng, trái lủng la lủng lẳng thì mình phải chịu thôi, Muốn làm kiểu hả? muốn làm kiểu thôi. Hai chồng xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình ra thu hoạch mấy trái su su nè, nay nó thấy nó lớn rồi, đúng ra là mình phải thu hoạch 1 2 ngày trước á, nhưng mà bận quá không có ra để mà cắt được. Nay chắc cũng hơi chưa già nhưng mà em nghĩ là nó cũng tới rồi đó, Thu tới hoạch tới vô xào ăn ha. tới lứa rồi đó. Đây nè, cái mấy cái dây này á, là dây dưa gang. Lúc đầu á, mình trồng á, mình tưởng là nó là dưa leo không à, tại vì cái trái lúc đầu nó ra ngộ anh ha, nó cứ dài không mà cho nó không có mập á, cho nên mình tưởng dưa leo, cứ để thử coi sao. Thì đây là trái mà phải không anh, này phải dưa gang không anh? Đúng rồi, dưa gan đó. dưa gang cái loại này sao em thấy cái trái nó Giờ mà không được cũng to vẫn vậy, còn còn nghi ngờ dưa gan hay là dưa leo nữa tại vì bạn. nó không có bự nè, em thấy nó thon thon, sợ mình để già nó mới Như bự không. có lần anh mua cái loại dưa gan mà nó trái nó dài dài vậy đó. Trái nó thon nó ốm Trời, phải nó không? ốm, nó À, ốm, nó thon như vậy đó. tại vì mình ươm một lúc cũng nhiều loại đó, cho nên là không có nhớ là loại nào nó loại nào. Nó lại mua nhiều loại quá. Đây nè, tại sao mà em nghi dưa leo. Đây nè, cái lúc đầu nó ra cái trái vậy nè, mà sao trái nào nó ra nó cũng ngang cái nó cũng có cái eo, ngộ ghê không? Rồi từ từ á nó mới mất cái eo nè anh, coi này không? Từ từ nó mất eo, nó phình ra. Đây nè, nó lúc nào nó ra nó cũng có cái eo vậy nè. Nhưng mà vẫn còn chút xíu à. Đó. Vẫn còn eo chút xíu. Mà mấy cái dây này á không biết tại sao mà nó bị mấy cái đốm trắng á rất là nhiều. Thì mình đã mua cái nem môi anh hả, kêu là cái nước xịt đó, Nước xịt đó. Xịt lên mà cũng không có thấy nó hết hết á. Mình cắt mấy cái lá nó bị đốm trắng nè, với lại mình xịt cái đó vô nhiều lắm mà sao không thấy hết. Bị bệnh lạ nè. Rồi cái vàng nho của mình nó cũng bị cái này nè anh, nó bị Nhưng rất mà là nói chung nhiều. cái vườn mình bị lá trắng này nhiều. Bầu này kia là bị nhiều lắm. Loại này giống như khác, làm Cái sao cái loại này da sao nó. cái da nó khác, sao nó nhiều loại mà không biết loại nào luôn. Còn đây nè, đây cũng là một loại khác nè, mà cái dây này nó yếu quá, trái tròn không, chắc không sống nổi đâu. Đây nè, chắc không sống nổi, quá chừng lá nó vàng hết trơn à. Cho nên cô chú anh chị các bạn thấy á, có cái cách nào hoặc bí quyết nào mà giúp trị được cái bệnh này á, thì có thể bình luận bên dưới giúp hai chồng nha. Chứ năm nay á, mình bị cái vụ này nhiều quá. Nguyên cái vàng dưa dưa gang của mình trồng trước sân á là anh Long anh nhổ dục hết trơn luôn, là thấy cái cây nó kỳ lắm, cái lá nó quăng quăng nó kỳ lắm anh ha. Rồi đến hồi em xịt cái nem oi vô cho nó, giờ mình qua mình thu hoạch mấy cái su Hôm nay mừng quá, năm đầu tiên trồng được su su nè. lần đầu tiên mà trồng su su có trái ham lắm rồi, bây giờ cắt nha, xử trảm. Mấy cái này là mình nghe nói là mình phải cắt bớt mấy cái lá to lá già đó để cho nó nuôi mấy cái trái này nè. Rồi bây giờ mình cắt nha, vô đây đội cái nón lá nó cái vàng thấp đội nón lá nó khó quá. Trái này to nhất nè anh, trái này là to nhất luôn á. Xử xử à, để em bấm thử. Ồ, cái trái này là cũng hơi cứng tay rồi đó anh, Hơi nhưng già rồi. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng được, không đến nỗi nào. Bỏ vô nón lá này. mũ không à, thôi để đỡ đây đi. Cái rổ mình đem theo á thì mình cắt mấy cái lá mình bỏ rồi. Nó giòn quá hả? Có thể là em cũng phải khỏi cần phải cắt nữa, em chỉ Giật nó thôi giật á. một cái là nó gãy à. Đó, đúng ra là mình phải cắt 2 3 bữa trước đó. Mà lo đi làm cái nương 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 thôi, để bữa nào để ra rồi cắt. Đây nè, ôi ôi quá. Không cần kéo anh ơi. Nó ơi, để đây xếp hàng luôn. Mấy trái này thì ngon nè anh. Nè, một lứa nè, ba cái trái này thì nó hơi cứng rồi.
Thì kệ đi, cắt cho xào ăn. Cái này xào tỏi ăn ngon lắm anh. Đúng rồi, xào tỏi ngon lắm. Trái này cũng còn non nè, thấy nó to à, sát chứ cũng còn non. À, trái này luôn không? Thôi ha. Được rồi. Đó. Coi được mấy trái? 2 4 6 8 9 trái với một trái bữa hôm qua anh rờ nói cái nó bị rớt nữa rồi. Phải không? Ừ. Đó, 10 trái. Rồi, cái cửa làm xong rồi nè, hả nó đi. Đẹp chưa? Cái cửa này nếu mình mua nguyên cái về mình là mình gắn vô thì là bao nhiêu mắc không? À, cũng không biết nè em ơi. Vậy hả? Ừ. Còn này là tự mua gỗ về, tự sơn, tự gắn vô nè. Tự làm gần cả ngày nè. Trời ơi, cái này với cái kệ hả? Là anh làm một ngày trời hả? Ừ. Nhìn nó cũng đẹp quá chứ, mấy cái miếng này nhìn nó đẹp quá anh hả? Nhìn nó sang nè. Ai, có cửa kiên cố rồi. Đợt hổm là cái cửa kia, ủa cái cửa kia anh để đâu rồi? Mở ra anh, hả? Anh cưa ra rồi. Cưa anh, ra bỏ thùng rác á hả? Cái cửa đó là lâu lắm rồi đó, mình mua nhà là có cửa đó là nó cái bày. Cửa đó là 40-50 năm rồi. Nó bày vậy rồi. Tới nay mới thay nè. Đó, nguyên bãi chiến trường ổng. Rồi đi giờ đi lên trước. Lên đằng trước. Hình như nó có mấy trái phải không anh? Ừ, nó cũng có 5-6 trái nè, có thể hái được rồi đó. Cứ ra cắt hoài à. Không cắt nó già sao cho nên cắt hoài luôn á. Mướp này là ăn còn lâu lắm. Em thấy mướp ăn dai, mướp với bầu ăn dai. Có dưa leo á là mình ăn có 2-3 đợt cái là thấy xong rồi anh. Ừ. Hết hồn à. Cái gì? cái bông dưa hấu. Tưởng con gì hả? Wow, cũng nhiều lắm em ơi, ngay chỗ cái tay em đang đằng đó kìa. Ở trong đây nè, trong kẹt nè. Ui cha ơi, trong đây nè anh ơi, nó núp ở trong đây nè. Trời ơi. Tha hồ mà ăn nha. Cái mướp này ăn nó ngọt, nó ngon lắm. Trời ơi, đây nó núp ở đây. Mấy trái bây giờ nó nằm ở bên trên, nó khó thấy. Đó. Đây nữa nè. Ây da, coi chừng nó có cái lá nó che lại đó. Trái này sao em thấy nó vàng vàng vậy ta? Để hái luôn. Chắc hái luôn quá, nó còn nhỏ nhưng mà. Nè, hái cái trái làm như nó coi còn đâu nữa không, trái này luôn không? lồng xuống. Nhiều ghê không? Đây, thu hoạch mấy trái à. Cũng nhiều chứ bộ. Cái này là hơn một nồi canh. Ồ, cái này hai nồi chứ anh. Cái này hai nồi á. Đi qua cắt mấy trái bí ngồi nữa kìa, quá chừng luôn. Cứ đó. mướp bí ngồi qua cắt hoài. Cái trái giống của mình nay em thấy nó cũng khẳng lắm rồi nè. Đó. Nếu mà mình không có để trái giống này, em nghĩ cái dây nó còn ra trái được dữ lắm anh. Nó nuôi cái trái này là nó cũng mệt nó lắm. Hồi chiều bữa hôm qua em đi làm về em cắt mấy cái lá nè anh. Mấy lá bự nè. Mấy cái này chắc xoay nó đi. Không được, nó nặng quá. Xoay không nổi luôn hả? Xoay không nổi. Không, tại em sợ là nó tóc cái rễ nó lên á. Cho nó nương nương á chứ. Wow. Đúng ra mấy cái bí này để chừng cái cầm tay của em là ăn được rồi. Nhưng mà cứ quay qua quay lại quên nó đó. Đâu có nhớ đâu. Cái không là nó luôn. Là qua ngày sau. 1-2 ngày sau là bắt đầu là mấy ảnh mấy chỉ là nó phình lên. Nó mau dễ sợ thiệt á. Kinh khủng mau luôn. Rồi trái cúng cùi. Trái cúng cùi này hơi bị to nè. Thì nó hơi hơi bị già, chưa có già lắm. Hồi đợt trước mình cũng quên một trái nó to như nè. Thì mình bổ ra mình ăn á, thì nó cũng ăn được chứ không phải là già. Nhưng mà mình trọng nhà thì ăn mấy trái thon thì nó ngon hơn. Rồi hôm nay chiến lợi phẩm của mình là su su, bí ngòi và mướp. Ngon chưa? Ồ, mấy cái cà này nay nó cũng lớn rồi nè em. Cắt luôn hả? Em thấy nó cũng không có nhiều, có mấy trái à. Nhưng mà cái này cắt vô chắc xào chung với cái ây da. Cắt luôn đi cũng nhiều lắm á. Cũng được 6 trái à. Trái đó. Cắt luôn. Em không? Đây hai trái lủng lẳng nè. Ơi bên đó có con trái nữa kìa. Coi nè, hai trái lủng lẳng, lủng la, lủng lẳng. Cái mấy cây cà này là mình ăn được nhiều lắm rồi anh.
ăn nhiều đợt lắm rồi đó, lấy lợi vốn lâu lắm rồi. Lấy vốn lâu lắm rồi, tại vì á mình cắt mình rỉa rỉa nó hoài luôn á, cứ đi ngang nó là có à. Đây, đây trái nè, đây một trái nữa nè. Rồi đây, đây một buổi sáng mình ra mình thu hoạch được bao nhiêu đây nè, mướp, cà tím, su su với lại bí ngồi. Trời ơi, giống đem ra chợ bán quá coi nè. À, vui chưa, vui chưa, một buổi sáng mình thu hoạch như đây vui chưa. Bây giờ ra ngoài đây quay cái cây nhãn, cây nhãn đau thương cho cô chú anh chị các bạn xem nè. Đây nè, nó nhưng mà nó còn cái chà không mà chứ không có trái gì hết, một chùm như vậy á, một chùm bông của nó rất là lớn nhưng mà nó rụng hết trơn rồi, chỉ còn lại cái 2-3 trái à. Năm nay á, nhãn nó có bông rất là nhiều. Cái hai chồng nói là nói trong bụng là năm nay là mình trúng mánh rồi, nhãn năm nay có nhiều quá. Ai dè đâu, gió thổi rụng hết trơn luôn. Nó rụng tan tành luôn coi nè. Cái chà của nó mới to như nè, mà cái trái á, thì nó rất là ít. Một chùm vậy khoảng chừng chục trái hoặc 5-6 trái thôi chứ không có nhiều. Có chùm nó rụng hết không còn một trái nào luôn coi nè. Ôi thấy đau thương không? Đó, đau thương chưa? Tiếc dễ sợ luôn coi nè. Một chùm nó giờ còn có một trái duy nhất thôi. Đây, một trái duy nhất thôi. Còn chà không luôn. Nó thương luôn không? Đừng mừng sớm, đừng vội mừng sớm. Ra bông quá chừng tưởng là thôi trúng mánh rồi coi nè, thấy chưa? Cái coi cái chà của nó nè. Chùm bông to lắm mà như vậy đó. Uổng không? Được có hai cái chùm này là mình thấy nó đậu nhiều nè. Đó, cái chùm này là chắc cũng được 20 trái ạ. Đó, coi cái chùm này to ghê chưa. Đó, được có hai cái chùm này là được khoảng 20 trái thôi. Còn cái nhiêu là thôi, ít dữ lắm. Đây, bây giờ mình trở lại mấy cái dây dưa gang này của mình nè. Mình thanh toán, mình dục cái này vô thùng rác cho nó xa xa. Mấy cái phấn này nó lây dữ lắm nè. Năm nay mình bị cái đó hơi bị nhiều. Cái lá nào nó ra nó hơi lớn lớn chút xíu là nó bị. Bây giờ mình sẽ xịt cái thuốc vô dưỡng dưỡng cái cây nó lại. Ồ anh ơi, một hồi anh lấy cái dây anh buộc mấy cái trái còn lại thôi, quên nữa đó. Cứ quên hoài là mấy cái trái càng ngày càng lớn rồi, cái cuốn của nó đâu chịu nổi, nó gãy anh ơi. Đây nè. Đâu rồi không biết nữa. Mới đó đâu rồi. Phải buộc nó lên. Thương không? Thấy thương không? Cưng lắm, cưng. Ồ coi nè, coi cái đốm trắng dễ sợ chưa? Quá chừng luôn, nó trắng lá luôn á. Dễ sợ trắng luôn. Thấy mà thấy xót luôn. Coi cái cây hồng giòn nè. Hồng này là hồng giòn. Trái nhiều dễ sợ không? Trái nhiều nó nổi mà cái nhánh của nó quần. Nó quần xuống luôn á. Cây này là cây của hàng xóm chứ không phải cây nhà mình. Nhưng nó mỗi lần mà nó chín nó quần qua nhà mình á là mình được hái ăn. Tại cô chủ vườn bên đó là cũng là người Việt. Đó. Trái dễ sợ trái không? Nó. Wow, chừng trái luôn. Mấy cái dây này mình buộc á, bây giờ là nó giãn cái dây nó thòng xuống luôn, lúc buộc á là nó cao lên vậy nè. Mà nó nặng nó ghiết, cái sợi dây nó giãn nó thòng xuống luôn. Cái này chắc cắt, phải cắt cái dải gì đó mình túm nó lên á. Đó. Đó, để giờ mình buộc thêm cái trái, mấy cái trái còn lại mình chưa buộc này. Đó. Thôi mình cũng xin tạm dừng cái video ngày hôm nay tại đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Một buổi sáng mình ra vườn thu hoạch những rau cải trong vườn thì cũng chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ lo xịt thuốc cho cái dàn dưa gang này của mình nè. Đó, cho nên mình cũng ngưng video tại đây ha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.